Con trai kén ăn khen cơm ở trường ngon, mẹ tò mò đến xem thử, phát hiện sự thật ngã ngửa. Bà mẹ vô cùng bất ngờ khi con trai vốn rất kén ăn lại liên tục khen cơm ở trường ngon, đến tận nơi xem thử mới biết nguyên nhân. Cư dân mạng mới đây được dịp xôn xao trước bài đăng chia sẻ kinh nghiệm cho con đi học mẫu giáo của một bà mẹ ở Trung Quốc. Bà mẹ này cho biết con trai chị vốn rụt rè và hay sợ người lạ. Do đó, khi con 3 tuổi, chị mới cho cậu bé đi mẫu giáo. Mặc dù được người quen giới thiệu trường mẫu giáo tốt, bà mẹ vẫn không khỏi lo lắng vì con trai chị vốn rất kén ăn. Thường chỉ người trong nhà mới dỗ cho cậu bé ăn được. Quá lo cho con trai, chị yêu cầu giáo viên phải gửi hình ảnh thức ăn từng bữa.con trai vốn kén ăn liên tục khen cơm ở trường ngon hơn mẹ nấu ở nhà khiến bà mẹ bất ngờ. Ảnh minh họa một lần, bà mẹ này nhắn tin cho cô giáo và NBSB, buổi trưa con tôi ăn gì rồi, đứa bé có cáu gắt không, có tiện không nếu tôi đến trường cho con ăn, bất ngờ thay. Người trả lời tin nhắn không phải là cô giáo mà chính là con trai chị, và NBSB, đồ ăn ở đây rất ngon, con ăn được 2 bát, bữa lận, mẹ đừng lo, và NBSB, để bà mẹ yên tâm, cô giáo sau đó còn gửi hình chụp cậu bé đang ăn cơm rất ngon, thế nhưng, việc đó lại càng khiến bà mẹ lo lắng hơn. Chị thắc mắc con trai ở nhà kén ăn, tại sao đến trường mẫu giáo lại ăn nhiều như vậy, liệu có phải bị cô giáo ép ăn không, bà mẹ cuối cùng quyết định bí mật đến trường của con xem thử. Tin liên quan mèo cưng sinh con, cô gái thấy một bé kỳ lạ liền đem đi khám, rồi ngỡ ngàng phát hiện nó không phải mèo thường xem lại camera an ninh. Chủ nhà phát hoảng thấy sinh vật lạ xuất hiện, dân mạng sợ hãi gọi tên quái vật huyền thoại sau cơn bão, sinh vật bí ẩn xuất hiện trên bờ biển, khiến cư dân xanh mặt. Chuyên gia cũng không biết là con gì, khi đến nơi, bà mẹ thấy con trai chơi đùa với các bạn, trở nên hoạt bát hơn, hoạt động chơi nhảy nhiều hơn. Đến giờ ăn trưa, do hoạt động chơi đùa nhiều và ganh đua cùng các bạn, cậu bé ăn uống ngon miệng hơn, dù đồ ăn ở trường bình thường, thậm chí không ngon bằng ở nhà. Sau khi biết được nguyên nhân, bà mẹ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, một bà mẹ khác ở Trung Quốc cũng không khỏi tò mò khi con gái 3 tuổi liên tục khen cơm ở trường ngon hơn mẹ nấu ở nhà. Vì thế, tranh thủ thời gian rảnh, bà mẹ này quyết định đến trường xem thử, muốn tự mình nếm thử các món ăn. Sau khi được sự đồng ý của giáo viên, chị nhờ nhà bếp chuẩn bị một phần ăn trưa dành riêng cho mình. Thế nhưng, chị vừa đưa vào miệng miếng đầu tiên, chị đã vội vàng nhả ra, rồi chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Bà mẹ lúc này mới biết đồ ăn của nhà trường dùng nhiều hương liệu, gia vị hơn, thậm chí sử dụng cả các chất tạo màu, tạo mùi để kích thích vị giác. Các chất này thường không được khuyến khích dùng quá nhiều trong chế biến thực phẩm, đặc biệt là đối với bữa ăn của trẻ nhỏ. Quá tức giận về chất lượng các món ăn mà nhà bếp của trường mẫu giáo chuẩn bị, ngày hôm sau, bà mẹ quyết định rút hồ sơ và chuyển con gái sang một ngôi trường khác. Ba con giáp tháng 8 âm được thần tài ưu ái, sang năm Nhâm Dần 2022 lại gặp quý nhân, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Amicro AD Unit Push Function Amicro AD Show ADMZONEK1FF4XKI